Chào các em, chúng ta cùng giải vòng thi số 17, vòng thi cấp tỉnh của khối lớp 8. Ta giải bài thi số 1, bài thi cốc vàng, tập nghiệm của phương trình này thì x sẽ bằng 2 và 3/2. Nhìn vô là các em thấy đáp án này rồi, phương trình tích mà. Tam giác ABC đồng dạng với MNP, tìm góc biểu sai. Đây là đáp án sai nha. Đỉnh nó không đúng thứ tự. Rồi. Ta chia thành 2 và toán con. X cộng 5 bằng x cộng 2. Thì phương trình này vô nghĩa. Rồi một bài nữa là x cộng 5 bằng trừ x trừ 2. Ta sẽ có là 2x sẽ bằng trừ 7, x sẽ bằng trừ 7/2. Ta cùng kiểm tra lại nha. Trừ 7/2 mà cộng cho 2 thì ra số âm. Âm thì không thể bằng giá trị tuyệt đối. Như vậy bài toán này vô nghiệm kìa. Không, không có giá trị nào cả. A bằng góc N, C bằng góc M. Vậy hai tam giác này sẽ đồng dạng theo trường hợp góc góc. Mình sắp đỉnh lại cho đúng thôi. ABC thì bên kia sẽ là N, P, M. A sẽ đi với N, C sẽ đi với M. Như vậy B bò sẽ đi với P phở. Đáp án cuối cùng là đúng nha. Giá trị nhỏ nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức này hai cái này không thể cùng lúc bằng không được, cái này không bao giờ bằng không được. Đây là bình phương thiếu. Và cái này cũng thể bằng không được. Lớn không hết kìa. Thì giá trị nhỏ nhất của nó bây giờ các em phải thuộc một cái công thức của học sinh giỏi. Đó là gì? Giá trị đối của A cộng giá trị đối của B thì luôn luôn lớn bằng giá trị đối của A cộng B. Đó. Như vậy biểu thức A sẽ bằng giá trị đối x bình cộng x cộng 1 cộng cho giá trị đối của trừ x bình trừ 3x trừ 7. Thì giá trị đối của một số sẽ bằng giá trị đối của số đối của nó mà. Như vậy cái này nó sẽ lớn hơn 1 bằng giá trị đối của 1 cộng cho âm 7, tức là lớn hơn 1 bằng 6 đó các em. Giá trị nhỏ nhất của nó sẽ bằng 6. Bài khó, bài nó khó rồi. Một ô tô đi từ A đến B, vận tốc 25. Như vậy là thời gian lúc đi, gọi quãng đường là x đi. Thời gian lúc đi là x/25. Thời gian lúc về là x/30. Có thể thấy lúc về sẽ nhanh hơn bởi vì vận tốc lớn hơn. Vậy ta có công thức là x/25 trừ x/30 sẽ bằng 3:40. À, cộng lại các em, cộng lại tổng của hai thời gian nó bằng 3:40,
tức là bằng 3 2 phần 3 giờ, hay là bằng 11 phần 3 giờ đó. Ta giải về toán x đó thì mít đó. X phần 25 cộng x phần 30 bằng 11 phần 3. Ta giải về toán thì mít này, x sẽ ra 50. Mỗi tổ may dự định mỗi ngày 50 áo, thực tế thì mỗi ngày may 60 áo, do đó xong sớm trước 2 ngày và còn làm thêm được 20 áo. Các em lập cái bảng mà nháp đi. Đây là toán dự định thực tế. Tổng số áo theo dự định là x cái. Tổng số áo theo dự định là x cái. Rồi số áo mỗi ngày theo dự định là 60. Như vậy thời gian dự định là gì? Số ngày dự định làm xong đó, là sẽ lấy x chia cho thầy xin lỗi kênh nha, tổng số áo là x dự định. Rồi mỗi ngày dự định may 50, như vậy là thời gian dự định sẽ là x chia 50 ngày. X chia 50 thực tế là cho đến lúc này, lúc hoàn thành là đã làm được x cộng 20 áo rồi. Và mỗi ngày làm 60, như vậy là đã trải qua số ngày là x cộng 20 chia cho 60, và số ngày này vẫn ít hơn số ngày dự định là 2 ngày. Vậy ta có công thức là x cộng 20 tất cả phần 60 rồi cộng thêm 2 thì sẽ bằng x phần 50. Rồi con giải bài toán thì mất đó. Ta đọc lại đề bài toán. X cộng 20 tất cả phần 60 rồi cộng cho 2 ngày thì bằng x chia 50. Như tổng số áo là 700 áo đó, theo dự định kế hoạch đó. Giá trị nhỏ nhất của 5 trừ x trên x trừ 2, thầy dùng máy tính thầy tìm. Kem biến đổi cũng được. Theo máy tính thì giá trị nhỏ nhất sẽ bằng là -4 lúc x bằng 1. Lúc x bằng 1 thì giá trị nhỏ nhất sẽ bằng -4. Hoặc là cái biến đổi cũng được. A sẽ bằng -4x cộng 8. -4x cộng 8. Rồi cộng cho 3x cộng 3 tất cả trên x trừ 2, vậy nó sẽ bằng -4x trừ 2 trên x trừ 2 cộng 3x cộng 1 trên x trừ 2. Bây giờ giá trị nhỏ nhất sẽ là bằng -4.
Tam giác có 3 cạnh ABC, AB12, AC14, BC16. Tia phân giác góc ABC cắt AC tại M, tính MC trừ MA. Rồi MC là x đi, MA là A, vậy là x trên 16 sẽ bằng A trên 12, bằng luôn x cộng y trên 16 cộng 12, mà thậm chí là bằng luôn x trừ y trên 16 trừ 12. X cộng y tức là b là AC đó thì bằng 14, còn 16 cộng 12, 16 trừ 12 thì bằng 4. Như vậy các em sẽ có công thức là xin lỗi 16 cộng 12 là bằng 28. Vậy là x trừ y trên 16 trừ 12, tức là x trừ y trên 4 đó, sẽ bằng 1/2. Như vậy x trừ y sẽ bằng 2 nha. Tức là MC trừ MA sẽ bằng 2. Rồi dư của phép chia này thì chia cho đa thức này.
Rồi, xin lỗi các em, thầy có việc bận một chút. Bây giờ các em sẽ biến đổi bài này. X mũ 99 các em trừ cho x mũ 77 tự thêm vô. Thì phải cộng lại x mũ 77 để nó cân bằng. Rồi trừ x mũ 55. Vậy là cộng lại 2 mũ x mũ 55 để nó cân bằng. Rồi lại trừ cho 2 x mũ 11 để nó cân bằng. Rồi thì ta phải cộng lại 3x mũ 11. Vậy ta phải trừ trừ đi 3x, rồi cộng cho x cộng 7. Thì x mũ 99 trừ x mũ 77 thì các em sẽ rút x mũ 77 ra, là còn x mũ 22 trừ 1 thì sẽ chia hết cho x mũ 2 trừ 1. X mũ 77 trừ x mũ 55 cũng vậy. Rồi 2x mũ 55 trừ 2x mũ 11 cũng rút 2x mũ 11 ra, thì còn là x mũ 44 trừ 1 cũng chia hết cho x bình trừ 1. 3x mũ 11 trừ 3x cũng sẽ chia hết cho x bình trừ 1. Các em lưu ý cái hàm đẳng thức là a mũ n trừ b mũ n thì sẽ chia hết cho a trừ b nha. Đó rất quan trọng. Thì cuối cùng còn lại dư một cái nhị thức là 4x cộng 7 thì không thể chia hết cho x bình trừ 1, bởi vì mũ cao nhất của nó là thấp hơn 2. Và đó chính là số dư. Đáp án bài này là 4x cộng 7. Bài thi số 2. Số nghiệm của đa thức này sẽ là một nghiệm mà thôi, bởi vì x bình cộng 1 là dương, còn cái này là hàm đẳng thức. Số nghiệm của đa thức này em khai triển ra thôi, x bình cộng x trừ 2 trừ x cộng 3, x trừ x là hết, x bình cộng 1 bằng 0. Vậy đa thức này không có nghiệm kìa, x bình cộng 1 làm sao mà bằng 0 được. Cho hai biểu thức. Rồi, như vậy theo đề chúng ta sẽ có là 10 trên 2m cộng 1 cộng cho 12 trên 2m trừ 1 bằng 0. Ta dùng máy tính để giải cho lẹ. M sẽ bằng trừ 1 phần 52 kia. Làm lại cẩn thận nha. 2A là 10 trên 2M cộng 1. 3B là 12 trên 2M trừ 1. Vậy ta có là 20M trừ 10 cộng 24m cộng 12 bằng 0. 20m cộng 24 là 44m, trừ 10 cộng 12 là 2, bỏ kia là trừ 2. Vậy m sẽ bằng trừ 1 trên 52.
Như vậy theo định lý Thales đảo, các em sẽ suy ra được là MN song song với BC. Và từ đó dùng hệ quả định lý Thales thì ta sẽ có là 3 trên 8 sẽ bằng 6 trên BC. Vậy BC sẽ bằng 8 nhân 6 chia cho 3. Vậy là bằng 16. BC bằng 16. Rồi, giá trị nhỏ nhất của biểu thức này. Em để ý mẫu chắc chắn là số dương, đúng không? Mẫu là dương chắc rồi. Như vậy bằng máy tính bỏ túi, chúng ta tìm được là giá trị nhỏ nhất là bằng 2 phần 3. Giá trị lớn nhất là 55 phần 6. Ở đây người ta hỏi là 2 phần 3. Đó, giá trị nhỏ nhất mình trả lời 2 phần 3. Bây giờ thầy hướng dẫn cho các em ra 2 phần 3 bằng toán tự luận. Giờ các em nhân cả tử và mẫu.
Cho em nhân mẫu cho 3. Vậy ta sẽ có là ở mẫu kem rút 3 ra đi, là còn x bình cộng 2x cộng 3. Còn ở trên kem ghi bừa cho thầy là 2, thừa số cho x bình cộng 2x cộng 3. Rồi kem tự cân bằng lại ở phía trên. Như vậy là ở trên 2x bình mà đề góc là 14x bình, vậy là còn thiếu 12x bình. Rồi 2 nhân 2x là 4x, đề góc là trừ 8, vậy ta sẽ trừ cho 12x. Rồi đề góc là 9, mà này là 2 nhân 3 là 6, vậy là cộng 3 nữa là đủ. Như vậy b lớn sẽ bằng 2 phần 3 cộng cho 3 lần thừa số cho 2x trừ 1 tất cả bình trên cái mẫu 3x bình cộng 2x cộng 3. Tóm lại giá trị nhỏ nhất là 2 phần 3 đạt được khi x bằng 1 phần 2. Để rõ hơn thì các em lên kênh của thầy xem các cái chuyên đề về min và max của phân thức. Đề thi vùng tỉnh hơi khó. Rồi phương trình này sẽ có nghiệm là x bằng 0 y x bằng trừ 1 y bằng 0. Bởi vì các em có thể dễ dàng biến đổi cái này thành x cộng 1 tất cả bình cộng y bình 0, tổng bình phương. Câu số 2, rút gọn phân thức, các em sẽ ra x trừ 5 phần x bằng 2. Từ đó suy ra x bằng trừ 5. Vậy tóm lại số các giá trị của x đó là 1 thôi, đó chính là x bằng trừ 5. Nhưng mà ta nhập 1 thôi nha, đừng có nhập trừ 5. Tập nghiệm nhìn vô các em thấy liền là trừ 3 hay trừ 7. Dùng máy cũng được. ABC lấy 360 trừ cho 6 lần trừ 117 trừ 7 lần 103, đó là góc D. Góc ngoài thì 77. Bài tiếp theo, giá trị nhỏ nhất kem dùng hết y bình y dính y dùng hết ra đầu đi, y bình trừ 2x y cộng 2y là sẽ bằng y bình trừ 2y nhưng cho x trừ 1. Vậy ta cộng thêm x bình trừ 2x cộng 1 để thành hàng thức, rồi làm cân bằng trở lại. Cái làm cân bằng trở lại nha, y bình về rồi, trừ 2x y về rồi, cộng 2y về luôn, 2x bình này, cộng y bình này, trừ 2xy này, cộng 4x này, cộng 2y này, cộng 5 này, y bình là về, trừ 2y nhân x là trừ 2y về, trừ 2y cộng 1 nhân cho trừ 1 là thành 2y về, x bình trừ về vậy là phải cộng x bình nữa, trừ 2x thì hãy như vậy này phải cộng 6x nó mới về. Rồi cộng 1 vậy đây là nó có 5. Vậy các em phải cộng lại 4 thì nó mới về được. Đây. Tóm lại biểu thức A sẽ biến thành là y trừ cho x cộng 1 cả bình và cộng cho x cộng 3 tất cả bình và trừ cho
trừ cho 5. Khi theo dõi sẽ dễ hiểu hơn. Câu số 5 nha. Là A lớn sẽ bằng Y trừ X cộng 1 tất cả bình cộng cho X cộng 3 tất cả bình. Và trừ cho 5. Còn tại sao thì các em lên kênh mà xem chuyên đề Min và Max. Rồi tiếp tục câu số 6. Câu số 6 các em biến đổi cái giả thiết đề cho, nó sẽ thành là 2x bình cộng 4x rồi cộng cho 2 là bằng 17 trừ 3y bình. Như vậy khi đó ta có phía trái là bằng 2 nhân x cộng 1 tất cả bình bằng 17 trừ 3y bình. Dễ thấy là 2x cộng 1 tất cả bình là không âm. Như vậy 17 trừ 3y bình cũng lớn hơn bằng 0. Vậy các em sẽ có là 3y bình nhỏ hơn 1 bằng 17. À xin lỗi các em là 21 chứ không phải 17 nha. Bởi vì mình cộng bên bên trái cho 2 thì bên phải mình cộng 2 là thành 19 mà cộng 2 là thành 21. Rồi 21. Vậy là 3y bình nhỏ bằng 21. Vậy y bình sẽ nhỏ bằng 7. Vậy ta suy ra là y bình sẽ bằng 0 hoặc là bằng 1 hoặc là bằng 4 thôi. Bây giờ với y bình bằng 0 thì các anh em thế vô cái giả thiết đề cho, các em sẽ có một bài toán là 2x bình cộng 4x trừ 19 bằng 0. Rồi ta giải bài toán này. Kết quả x nó sẽ ra là không có nguyên. Vậy ta bỏ. Tiếp tục là y bình mà bằng 1 thì các em đem thế vô công thức giả thiết để cho, các em sẽ thu được một bài toán là 2x bình cộng 4x trừ 16 bằng 0. Bấm máy giải phương trình này, các em sẽ giải ra là x bằng 2 và x bằng trừ 4. Vậy khi y bình bằng 1, tức là y bằng cộng trừ 1 đó, thì x có thể bằng 2 hoặc là bằng trừ 4. Vậy ta sẽ thu được 4 cặp x y từ cái trường hợp này. Đó là 1, x bằng 2 y bằng 1, x bằng 2 y bằng trừ 1, hoặc là x bằng trừ 4 y bằng 1, x bằng trừ 4 y bằng trừ 1. Vậy câu 6 ta sẽ thu được 4 cặp x y cho đến thời điểm hiện tại. Còn tình huống nữa là y bình bằng 4. Y bình bằng 4 thì thay vào công thức giả thiết đề cho, các em sẽ có là 2x bình cộng 4x trừ 7 bằng 0. Rồi ta bấm máy giải thì x nó cũng ra là không nguyên. Vậy ta bỏ luôn. Vậy tóm lại bài số 6 chỉ có 4 cặp số nguyên x y thu được thôi. Như thầy mới đọc hồi nãy đó, các em có thể tu video lại để nghe cho rõ. Thì cái bài giải này là do một cái bạn học sinh giỏi của thầy làm và quay phim lại, còn thầy chỉ thu âm và sửa những câu bạn sai thôi, hoặc là những câu khó thôi.
Câu số 7, không biết bạn làm kiểu gì đây. Câu số 7 thì các em lấy x bằng 2, các em thế vô thôi. Lấy x bằng 2 thế vô trong cái công thức đó thì ta sẽ thu được công thức mới, chỉ còn kẹt chữ k thôi. Rồi các em tìm k bằng máy tính hoặc là biến đổi bằng tay cũng được. Kết quả k sẽ bằng trừ 3. Không biết bạn đó làm có ra được k bằng trừ 3 hay không. Đúng, k bằng trừ 3 luôn các em. Câu số 8 là một câu rất khó. Câu số 8 thầy hướng dẫn luôn. Câu số 8 các em làm y chang như câu số 5. Các em làm giống như câu số 5. Các em tắt cho nó lộ ra những cái bình phương cộng lại, rồi ép các cái bình phương nó bằng không là xong. Rồi, chuẩn bị nháp và lắng nghe từng lời thầy giảng lên nha. Rồi, các em chuyển hết bên phải xy cộng 3y cộng 2z trừ 4 qua bên trái. Rồi các em tắt và thêm bớt rã ra. Cuối cùng các em sẽ được tổng của ba cái bình phương sau đây. Các em chú ý thầy rã nè, dồn hết qua bên trái rồi, rã ra sẽ thành x bình trừ xy cộng y bình phần 4 cộng 3y bình phần 4 trừ 3y cộng 3, em ghi đi, cộng z bình trừ 2z cộng 1 và bằng 0. Như vậy có 9 hạng tử chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm có 3 hạng tử. Thì nhóm 3 hạng tử thứ nhất nó sẽ biến thành x trừ y phần 2 tất cả bình. Cái ba nhóm 3 tiếp theo các em rút 3 ra, ở trong sẽ còn y phần 2 trừ 1 trong ngoặc bình phương. Và cái nhóm cuối cùng sẽ ra là z trừ 1 tất cả bình phương, và cộng ba cái đó lại bằng 0. Thì các em dễ dàng tìm được là z bằng 1, rồi y bằng y phần 2 bằng 1 tức là y bằng 2. Còn x thì bằng y phần 2 tức là bằng 2 phần 2 và bằng 1. Tóm lại x sẽ bằng 1, y sẽ bằng 2 và z sẽ bằng 1. Vậy x0, y0, z0 chính là 1, 2, 1. Cộng lại nó sẽ bằng 4. Không biết bạn học sinh này có giải ra bằng 4 hay không? Chúng ta cùng chờ đợi. Các em để ý cái câu 2 phía trên là bạn giải sai rồi nha. Câu 2 phía trên là phải ra 1 chứ không phải ra trừ 5 đâu. X thì bằng trừ 5 nhưng mà người ta không có hỏi x, người ta hỏi số các giá trị của x. Vậy câu 2 là sai rồi đó. Câu số 9 chúng ta cũng có thể dùng máy tính để giải cũng được, hoặc là biến đổi bằng tay. Câu số 9 theo kinh nghiệm của thầy là sẽ không có cặp xy nào cả. Chứng minh cũng đơn giản thôi. Nhưng mà phải là học sinh khá giỏi một chút nha. Câu số 8 là bạn chịu rồi. Chưa thấy nhúc nhích gì hết.
Thầy hướng dẫn câu số 10 trước luôn. Câu số 10 các em cho x cộng 1 bắt tay với lại x cộng 4, còn x cộng 2 bắt tay với x cộng 3. Như vậy là x cộng 1 nhân x cộng 4 sẽ bằng x bình cộng 5x cộng 5. Còn x cộng 2 nhân x cộng 3 sẽ bằng x bình cộng 5x cộng 6. Xin lỗi, x cộng 1 với x cộng 4 là sẽ thành x bình cộng 5x cộng 4. Còn x cộng 2 nhân x cộng 3 là bằng x bình cộng 5x cộng 6. Như vậy cái này nó sẽ biến thành x bình cộng 5x cộng 5. Tất cả trong ngoặc bình trừ cho một bình nha. Hằng đẳng thức số 3 và bằng 24. Vậy cuối cùng là x bình cộng 5x cộng 5 tất cả bình sẽ bằng 25. Vậy mình có hai bài toán con. X bình cộng 5x cộng 5 là bằng 5, hoặc là x bình cộng 5x cộng 5 là bằng trừ 5. Thì bài toán con thứ nhất các em sẽ giải ra x bằng 0 và x bằng âm 5. Còn bài toán con thứ hai thì vô nghiệm đấy. Vô nghiệm. Như vậy là câu 10 có hai đáp án là âm 5 và 0. Còn câu 9 là bằng 0. Như vậy nãy giờ bạn đó là làm câu 9 chứ không phải là làm câu 8 này. Câu 8 chắc bạn bí rồi. Câu 9 bạn ra 0 là đúng rồi đó. Câu số 8 thầy nhắc lại là đáp án là x0, y0, z0 là bằng 1, 2, 1. Tức là cộng lại sẽ bằng 4. Câu số 10 với là âm 5 và 0. À bạn đó là sửa lại rồi. Chuẩn. Vậy câu 8 bạn bí đó. Trong trường hợp bí thì các em cũng cứ điền đại vào đi. Các em nhẩm nhẩm cái mò điền đại vào cũng được. Nghe bạn đó coi giờ. Coi giờ chắc là sắp điền đại rồi. Không biết có đúng không. Như thầy nói là bạn đã sai câu 2 rồi nha. Còn những câu còn lại là bạn đang tạm thời là đúng hết. Và câu 8 mà bạn đúng thì được 90 điểm. Còn câu 8 mà sai, bạn đoán là 1. Dạ sai rồi. Và nếu bạn để nguyên đáp án này thì bạn chỉ được 80 điểm thôi. Câu 8 đáp án là 4, câu 2 đáp án là 1.
Đúng luôn, ok. Sai hai câu. Thì nhắc lại câu 2 đáp án là 1. Và câu cuối. Câu 8 chứ. Thì đáp án là 4. Chứ không phải là 1. Chắc là bạn mò 1 với lại âm 1 với lại 1 đó. Như vậy bạn đã hoàn thành được